Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và hôm nay chúng ta có một vị khách rất là đặc biệt, đó là Emin. Hello. Xin chào mấy bạn. Nếu như các bạn có theo dõi mình từ đầu thì các bạn biết Emin với sự xuất hiện ở rất là nhiều video, và đặc biệt là những video review về đồ ăn. Và hôm nay không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng mình sẽ tiến hành review cái món này nè. Đẹp không? Cái này đúng kiểu sang xịn mịn luôn á nè. Các bạn nhìn đây, trời ơi, nhìn sang không? Có ai đoán được là giá của cái hộp sang xịn mịn như thế này là bao nhiêu không? 100.000. Wow. Bánh hô quy chứa muối đậu đỏ, gói 6 cái, siêu hot, xuất xứ từ Hồng Kông. Nhưng cho muối đậu đỏ, bánh nướng mềm cộng với lớp nhân bên trong của ngọt đậu đỏ bé mặn của chấm muối tạo nên vị tuyệt vời không bao bị ngán. Bao bì thiết kế đẹp, sang trọng, thích hợp và biếu cho cái dịp lễ. Thế này, thì như các bạn có thể thấy là cái hộp bánh của chúng ta như thế này, đó rất là xinh đẹp đúng không nè. Nhìn rất là sang luôn á, cầm vô cùng là chắc tay. Đó. Đó, những cái hình này các bạn thấy là đẹp ơi là đẹp. Xong rồi mình sẽ có hình ảnh mang tính chất minh họa của cái bánh này. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành unboxing cái bánh đó. Đây là một nghe, đây là cái hộp. Các bạn thấy chưa? Sang xịn mịn. Đó, mình phải để như thế này mới đúng nha. Nè, mấy người không rành không bây giờ biết nó giá mấy chục đến 100 đâu. Đúng rồi, cái này chỉ có 100.000 thôi cho một cái hộp 6 cái bánh xinh xẻ như thế này. Bánh trứng muối nhưng mà mình có hai vị là đậu đỏ và vị khoai môn. Các bạn có thể xem rất là xinh đúng không nè, một cái hộp của nó như thế này. Trời, cái này mà đi biếu ra nó sang ơi là sang, nhưng mà không biết là nó ngon hay không. Here we go. Thì đầu tiên thì mình sẽ, tại vì cái vỏ này nè nó cũng giống nên là mình sẽ tiến hành dịch luôn cái này. Cái này là bánh Hồng Kông nha. Như những gì mà mình dịch được ở mặt trước á, thì cái chữ dập dập này nè là chữ Hokkaido. Và hai bên của nó được miêu tả, mình chỉ miêu tả sơ sơ thôi nha. Là bánh kép màu hồng này là hương vị đậu đỏ. Khối lượng của nó là 55g. Nguyên liệu được lựa chọn nghiêm ngặt, tự nhiên rất là ngon. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số thông tin cơ bản. Mình sẽ có sản phẩm là đậu đỏ Bắc Quy Xin, 30 sản phẩm, 30 mắt gì á. Là bánh nướng giải trí. Phương pháp là thêm, ăn nóng, tự cắt, hạt ăn được, đậu đỏ, mạch nha, mì mặn, bún, thịt, hạt thông vân và thịt da. Ủa, nguyên liệu này có thêm cả thịt da nữa. Ngày sản xuất là xin trên hộp, xem cái hộp nó ở đâu. Ở đây thì chúng ta sẽ có ví dụ như là thông tin của công ty nè, số phát, mã số thuế, đồ kiểu. Theo cái bảng thành phần dinh dưỡng này á, thì trong 100g là cái bánh này có nghĩa là 55g, mà trong 100g là gần 2 cái bánh. Chúng ta sẽ có 1708 kJ calo. Thì mình quên mất là 1708 kJ là bao nhiêu calo rồi, thì mình sẽ bình luận đó nha. Tại vì nó có một cái công thức đổ nhưng mình lại quên mất. Ở đây chúng ta có fat nè, có carbon, có protein nữa. Đó rất là nhiều và nó ghi hết ở đây. Nói chung là những cái bánh như thế này thì mình không thể nào mà hy vọng ăn nó mà có thể ốm hay là giảm cân được đó. Mình chỉ ăn để thỏa mãn cái niềm đam mê thôi. Thì mình với em mình sẽ cầm cái bánh màu hồng để cho nó nữ tính, cả em mình sẽ là cái bánh màu vàng. Và bây giờ thì đó, các bạn thấy không? Bây giờ thì tụi mình sẽ tiến hành bóc nó ra, bóc cho một lần nha. Đó, cái chỗ bóc của nó như thế này nè các bạn thấy không? Thì mình sẽ cầm. Nó giống như cái bánh bông lan mấy ngày vậy nha. Ui dễ thương vậy. À là ngoài, ở trong ngoài cái hộp giấy rồi trong nó còn một cái hộp cái vỏ sốt nữa nè. Cái của mình thì màu xanh. Bánh nó bằng cái bánh bí mấy nhỏ nhỏ. Nó bằng sẽ lột luôn nha. Nó bằng giống như cái bánh lan mà 5-6 nghìn cái nhỏ nhỏ trong mấy cái hộp đó. Tốn cầm như vậy nè, để qua luôn hai cái nhìn coi nó khác nhau. Nó giống nhau rồi. Nó đều có vần đó, nó chỉ khác nhau cái nhân thôi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lột luôn nha. Sẽ tiến hành lột luôn hai cái luôn. Coi có trứng muối chảy đâu. Nó đặc chứ nó không có chảy. Ừ, nó đặc các bạn. Nhìn nó khá giống bánh bí luôn ha, nhìn bình thường giống đó. Thơm đó. Thơm mùi trứng muối nè. Chị lấy cái này. Thơm lắm các bạn. Có trà bông nha. Cái này phải trà bông hay là gà nè. Trà bông gà. Các bạn thấy không? Rất là thơm, thật sự rất thơm, ngon. Ăn cái này vị kỹ trước. Vị giống là vị gì chứ? Đậu đỏ nó không môn. Nào hầm là đậu đỏ. Vậy là tụi chị là đậu đỏ nè. Cái vỏ bánh nó giống bánh bía. Ừ.
cái nhân khác, cái nhân nó có thêm một cái lớp bột gì dẻo dẻo nữa, nhưng mà nó mềm hơn. Nếu cái vỏ bánh của mình có mè, thơm, rất là thơm. Có cái gà này ngon à. Ngon đúng không? Cái này tặng hợp lý luôn á. Rất là ngon luôn các bạn. Cho vỏ bánh nữa là nghiền lớp như thế này nè. Để mình lột ra cho các bạn xem. Đó, thì cái lớp nó sẽ bóc bóc ra như thế này. Mềm, vỏ bánh mềm. Ở đây chúng ta có một cái lớp màu trắng. Cái này như phô mai á nè. Không phải. Cái gì? Bạn mấy cái bánh dẻo mà bánh trung thu á. Nếp hả? Ờ, phô mai bé xíu vậy. Nhưng mà nó dẻo, đúng không? Ngon. Cái là tầm 15 ngàn mà chân thế này. Ừ. Đó, 100 ngàn chứ 6 cái. Ừ, tầm 15 ngàn. Ừ, 16, 17 ngàn. Nhưng mà cái ngon trang bạn. Ngon hơn, cái trang có gây dừa gà hơn. Đậu đỏ ngon hơn, mặn hơn. Còn đây là cái của em mình nè. Các bạn có thể thấy nó có một cái gì đó nó sóng sánh và nó chảy ra như thế này nè. Để mình thử luôn. Cái này là bánh khoai môn nha. Này mà. Cái này phải. Ừ, đúng rồi. Nó là nếp chứ không phải phô mai. Em mà rất là nhạy trong những cái vấn đề ăn uống luôn á. Ngon. Ngon. Khoai môn. Thì có trà. Ngồi nói chuyện xong ngồi trên lầu. Nóng cảnh cho mày ăn cái này uống trà. Uống trà rầm đạo. Còn không nó hơi ngán. Tặng nó ngọt ngọt lắm. Đậu đỏ ngon hơn đúng không? Cái vỏ của nó như thành phần mình đặt thì nó có một chút đường. Nhưng mà cái nhân thì nó mặn mặn. Ăn nó không quá ngán đâu. Ăn dễ ăn lắm. Không là như, không có như bánh bía nha. Bánh bía là thuần ngọt luôn. Cái này nó mặn mặn tại vì cái nhân chúng muối. Nhưng mà cái đậu đỏ ngon hơn. Cái khoai môn nó lợ lợ ngọt ngọt. Đúng không? Cái khoai môn này nó kiểu nó có trộn bột hay là cái gì á, nó ngọt hơn một chút. Dễ dễ. Rất là ngon luôn á. Nhưng mà ăn trong cái nước tại nó ngọt quá. Cái lớp màu trắng nó ngọt lắm. Trẻ ơi, thấy ngọt lắm. Nó tùy khẩu vị mỗi người đấy. Nhưng mà các bạn xem, nếu một cái hộp bánh 100 ngàn, chúng ta có chừng này cái hộp nha, hai cái. Một cái hộp giấy, một cái vỏ thế này, và một cái này. Thì nói đúng ra là mình thải ra môi trường hơi nhiều rác thải. Nhưng mà mình bọc như thế này thì mình thấy nó sạch sẽ hơn nè. Đây chúng ta có một cái gói gì nữa, cái này chắc là thuốc. Cái này gọi là cái gói chống ẩm. Nếu như bây giờ có 100 ngàn thì cho Tuấn có mua cái bánh này lại để đi biếu hay đi ăn không? Ăn thì hơi ngái, tại vì 100 ngàn mình có nhiều sự lựa chọn lắm. Bánh nó bánh thôi chứ bánh ba mấy hai mấy ngàn nhiều bánh ngon lắm. Nhưng mà nó lạ, nó đẹp, nó sang. Nhưng mà mình dùng rồi thì mình thấy nó ăn cũng được. Nhưng mà đi tặng hoặc là đi tắt nhang hoặc là đi đâu thì mua này hợp lý, nhìn nó sang. Với lại nó là mấy cái hàng order về, nó không có bán tràn lan mấy ở trong mấy tiệm bình thường ấy. Nên nó không biết giá, cũng không sợ ấy. Em mình thực tế quá các bạn. Nhưng mà em mình nói đúng quá, tại vì cái bánh này là mình sẽ order về chứ nó không có sẵn nha. Trong cái đợt trung thu năm nay thì mình đã order về rất là nhiều loại bánh trung thu khác nhau. Thì chúng ta có thể review, và nếu như các bạn thích thì nhớ like và đăng ký kênh. Nhớ ấn cái chuông thì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và đây đó, các bạn có thể kiếm mua Shopee, Lazada. Ờ đúng rồi, nhưng mà order là hàng nói order bên hàng Trung Quốc vậy thôi, chứ trên đó bạn đặt là có rồi. Mày mới kêu là nó không bán tràn lan luôn á. Không phải là không bán tràn lan, giống như là có một số shop nhập về. Mấy cái tiệm tạp hóa bình thường bán bánh nó sẽ không có bán mấy cái này. Nhưng mà những cái shop mà chuyên đi hàng Trung Quốc á thì sẽ có, mình nghĩ là sẽ có. Đúng không? Mình sẽ bỏ vào đây. Mình sẽ bỏ lại hai cái hộp này vô đây để mình chụp thumbnail. Tại vì chị em mình mới chụp thumbnail rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều nhiều hơn nữa nha. Bye. Nhớ cái chuông, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và nếu như các bạn muốn mình mời em mình tham gia tiếp vào những video tiếp theo thì cũng hãy bình luận ở dưới đây nha. Bye bye. Em mình dễ thương, em mình chưa có người yêu.